Chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em lại chia sẻ các bác một số tác phẩm. Tác phẩm đầu tiên là tác phẩm Duối. Tác phẩm Duối Đĩa Bay, tức là cổ thụ lùn nực. Trên cái an, gọi là an này thuộc ở đây gọi là an cổ. Chuyển sang ổ cổ, trăm tuổi là cổ ra lươn. Hàng này giờ chỉ có gìn giữ để lau chùi cho đẹp. Một cây đĩa bay lùn nực và có những cái điểm quái. Quay cho các bác, đĩa thì đã cắt xén phẳng hết rồi. Một cây thưởng lãm rất là lùn nực và quái. Đấy, cái điểm cua lên gấp xuống để bò ra. Này thì trước nó tì núi đá rất là đẹp, bay ra trườn theo một cái ra ngoài nó thành một cái cành bay rất là đẹp. Khẳng định các bác là không có cây thứ hai như thế này. Ôi, cái đĩa bay đẹp này, giá cả thì để bằng các bác bằng cây phôi. Đấy, cây phôi lu đi mua bây giờ giá rất yêu thương. Chưa tàn bông xếp bay phải qua nữa chứ, cho các bạn ngắm cho nó chiều tượng. Cây đầu tiên không tiếc thời gian để cho các bạn chiêm ngưỡng được chi tiết chất lá nhỏ cắt đâu ra lọc đấy, làm càng cắt càng dày, làm một cái tác phẩm mang đi chơi được, mang đi các bác. Bác thì đành đè ra mua cây của bác, đè ra mua cái an này. Đó, để em đo kích thước báo giá các bác nhé. Bác yêu thích tác phẩm này thì chú tâm vào để ý xem là em đo cái phần vành bệ nó bao nhiêu các bác biết. 1m52 đấy, bệ thật sự là to lùn. Chiều cao thì này tối thiểu luôn. Đấy, ăn đây. Tổng tàn ra đây là 90 này. Chiều bay. Còn từ miệng chậu ở từ miệng an lên. Đấy, em làm lùn hết cỡ là 50. Đấy, vừa bán vừa tặng các bác là giá là 36 triệu bao ship nhá. Cốt như thế này, bác chỉ việc chơi và xén bông thôi. Nói chung là những cây mà cổ thụ như này giá yêu thương chỉ có Việt Nam thôi, ở nước ngoài thì rất là nhiều tiền. Rồi tiếp theo sang một cây nữa, rồi xin chia sẻ các bác tiếp theo sang một tác phẩm hoa giấy nữa này. Các bác thích một cái dáng lắc nhưng mà lại thẳng, lại có cành rơi. Đây, cái phần cây thì nó lại có nét đổ ngả đây. Và em đã đưa tay xuống đây và đổ thẳng xuống làm một cái tay rơi. Cái này thì chiều tượng của bông thì làm có một cái nét vừa những cái cung tử và những cái nét tự nhiên. Cái này thì đưa cành ra và xé tản bông ấy. Này ra hoa thì rất là đẹp. Cây có một cái nét nghệ thuật rơi, cả cành rơi và điểm nát của ngọn nát đây luôn lùn cây. Đấy, chia sẻ các bác để các bác nhìn những cái độ kêu vào giấy trên chậu lâu thì nó sáng ra. Đấy, những cái vết nứt nha, đây những cái vết giật to sẹo. Đây những cái cành này nó cũng to nhá, cành so với ngón tay thì nó chỉ bằng cái cành này thôi, cành này nó to già răm rất là nghệ thuật. Các bác chơi để trên lan can, các bác cứ có ánh nắng mà nó khô cây và nó ra hoa thì rất là dày. Khuyên các bác là những cây hoa giấy thì là hết hoa rồi các bác lại phải chăm vào thì hoa đợt sau nó ra mới đẹp, nó bền hoa. Cây rất là nghệ thuật, dáng
dáng nó phiêu, không giống ai. Này là 36 phân tổng tàn, tổng tàn là 80. Đấy, chiều cao là 78 phân từng điệu trọng, còn đo từ dưới này cả. Cái này cũng để cho các bác là 9,5 nhé. Cây hoa giấy chín bắc, gọi giấy găng cũng được. Rồi, xong em sang một tiếp theo một cái nữa. Rồi, tiếp theo các bác lại chia sẻ các bác một cây nhé. Cây này là hôm nay em bán thật đấy. Thì các bác đến hỏi bao lần này em chưa bán đâu. Này là bán thật cho các bác xem cái cây ruối. Các bác nhìn cây ruối nó thấy hình dung như nào đấy, cái dán đầu lùn đấy, nó xù này. Hứa các bác là tuổi đời cái này không nhiều năm thì em cho các bác này cây này luôn đấy, nhìn này, xù xì mép sẹo này, nó côn cây. Nói thật một cây già như thế này thì cũng nói các bác là không nói các bác thì các bác cũng biết. Thì anh em cứ nói là bảo sao cốt nó cổ thụ già thế. Nhưng hứa các bác đây là cây em chiết cái ngọn thì mới được một cây này. Cây này nó tuổi đời nó phải có hàng trăm tuổi. Đấy. Chiết cái phần ngọn, nhưng mà phần ngọn này thì nó được cái những cái điểm lu nó già, những phần rễ các thứ này. Đấy. Xuống còn những cái phần chân ra đều đẹp hết. Ngọn thì rất là côn, múp míp. Ngọn đây múp míp này. À, nhìn cái độ cua này. Độ cua lên ngọn. Ngọn này còn giật còn hơn xanh. Múp míp rồi. Tả kiểu gì cho nó nổi cái tác phẩm nó đẹp như này. Cây này thì các bác cứ trêu đùa là đố ra bán. Không bán thì không bán. Cứ mua là em bán rồi cứ đặt cọc thì em chuyển tới. Đây. Cho anh 80 này. Tổng tàn nữa này. Sẵn sàng đây. Tàn 50. Chiều cao, túi cao là 60 này. Xin chia sẻ các bác cái này thì cũng để cho các bác là 23.500.000 bao ship nhá. Còn bác nào thì gần thì thôi em lại ra lọc. Cứ bớt thì các bác ấy bớt cứ trả theo ý thích các bác thì nó khó, thì cứ bớt cho các bác gần gần, còn xa thì là đấy cứ giả em 2-3 triệu là em ship tới nơi. Rồi tiếp theo sang một cây nữa. Ok, xin chia sẻ các bác lại, các bác thích một cây giấy đổ, có một em nó đây. Thứ nhất là cái giấy đổ được cái dòng giấy tím bắc này, răm nó dày, lá đẹp, lá nhỏ mà răm thích luôn, hoa thì cũng bày đổ đổ nghệ thuật luôn. Giá thì cho các bác yêu thương rất là thấp luôn. Này để cho các bác giá một cây là 4,5 triệu đổ. Nó cũng là một cây nghệ thuật cũng hiếm. Giờ em đo kích thước cho các bác biết rằng là vanh bệ của cây này là 28, tổng tàn của cây này là 65. Đấy, quay qua một lượt cho các bác xem. Một cái phần đổ ngoặt xuống rất là tự nhiên luôn. Nói chung là cây mua phôi đất thì bán theo cái giá nào, công nào. Còn bây giờ các bác là các anh em thì nó là thuộc vào thợ thì cũng đi mua các thứ phôi, là những chọn phôi đẹp cho các bác chơi thưởng lãm. Giá là có 4,5 triệu thôi nhá các bác nhá. Kích thước biết rồi. Đấy, tiếp theo sang một cây nữa. Rồi, em chia sẻ các bác cây tùng La Hán. Lá đang lên nhỏ, gốc rất là cổ thụ. Cây rất là nhiều năm. Bệ gốc là cua lên như này. Tùng rất là thích nuôi khi nó mít sẹo thích. Chân bạ này, à, cái phần lên đây thì em cũng đưa từ phần ngọn này, cổ ngọn tay ra, đấy, dưới tay bay,
đưa ra đây. Thì tục là Hán, quán chơi tùng rất là thích gốc to. Và những cái phần chọn được cái phần gốc cũng được đẹp như này là một vấn đề để về làm ra một cái cây. Xin chia sẻ các bác đó. Lá như này xanh ngửa nên răm dày cũng hôm qua thì cành cung bạ đẹp. Thì nói thật các bác là em thì bán cũng phục vụ các bác nhiều, bác xem cũng biết rồi. Nói chung là chẳng về bán nó cũng phục vụ mà nó công khai luôn thời gian cây nào cốt cây nào giá cây nào làm nó lâu. Bây giờ thì đo kích thước báo giá các bác nhé. Cái này thì quanh 80 này, quanh bạ 80, tổng tàn ra đây là 78 phân, chiều cao của cây này là 68. Cây tùng lá nhỏ. Chia sẻ các bác giá này để cho các bác là 13.500.000. Cây tùng rất là lâu năm. Chung là về cây thì sự là cây nào em báo giá đấy, phải là giá thời gian làm và những cái cốt mua nó giá trị. Rồi cũng hết video, một lời cảm ơn tất cả các bác đã xem hết video sang một video mới. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.